Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngành giáo dục. Cách đây 37 năm, ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã ra quyết định số 167, lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại Đắk Lắk, trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã có nhiều giải pháp, biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Đến nay, quy mô trường lớp tiếp tục được đầu tư, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh hiện có 36.204 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 69,95% cán bộ giáo viên đạt trên chuẩn. Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 1.040 trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Tỷ lệ phòng học kiên cố ở các cấp học, bậc học đạt 64,73%. Toàn ngành có 46,5% trường học từ mầm non đến trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục đại trà các cấp học, bậc học được nâng lên, giáo dục mũi nhọn gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Trong 2 năm 2018 và 2019, Đắk Lắk đứng đầu khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về thành tích học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia. Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, có 36 học sinh đạt giải, trong đó có 1 học sinh được chọn tham gia đội tuyển quốc gia dự thi học sinh giỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, 5 giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020, góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong thời kỳ mới. Đặc biệt cần tích cực chuẩn bị triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đã trao huân chương lao động hạng 2 cho Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk và huân chương lao động hạng 3 cho 1 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 4 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 18 tập thể và tặng bằng khen cho 5 tập thể, 66 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019.